là phải Dạ, khòm. không có Dạ. cây. Người nào cao quá là cũng đầu. Cao quá thì bị đụng đầu. Nhưng mà ở đây là mình tắm bạc vậy rồi mưa là sao chị? Nhột Nó không? không biết làm sao, nó bị gì thì cấp che vậy là ổng chưa có mưa. Rồi sau đó là mới gỡ cái thanh ở À, trên gỡ ra. ra Rồi mới sau được. đó là gỡ cái thanh này này ra nè. Rồi mới làm cho nó bằng lại. Rồi nó đau đít quá rồi bắt đầu nóng khít 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 lận. À, rồi sau đó là những cái thanh trọng á, thưa như thế này nè, là mới kiếm ván đóng cho nó khít lại. Đó, ở đằng sau này cũng là một cái võng nữa, hai cái võng ghép lại thành cái nhà. Thấy Bằng thờ cũng bằng thấp chủng, đâu có bằng cao được, bởi vì nhà nó cái chảy nhà xuống này tới nó đó. cao khoảng hai không mét tám thôi, khoảng 2 mét thôi mà đụng vô một cái trời trời. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phú Bình thuộc huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Ở An Giang thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một hoàn cảnh khá là đáng thương. Sau thời gian lênh đênh hơn 10 năm sống trên ghe, sau đó thì cả gia đình không có việc làm, phải lên Bình Dương sinh sống, việc làm công nhân. Vì cuộc sống ở thời điểm hiện tại rất là khó khăn, thì gia đình lại lủi thủi trở về lại chốn cũ. Và ngày hôm nay thì gia đình lại dựng lên một cái lều tranh khá là tạm bợ, mà khi mà nhìn tổng thể cô bác quý anh chị thấy á, cái ngôi nhà này á được phủ kín hoàn toàn bởi một cái tấm mủ bạc ha cô bác quý anh chị. Và được biết thì gia đình này hiện nay thì sinh sống đắp đổi qua ngày thôi, ai thuê gì thì làm đó. Và để hiểu thêm về cuộc sống của gia đình, Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Đây cô bác quý anh chị, đây là một cái cặp bên một cái đường á, rồi sau đó là cả gia đình thì sống ở trên một cái mảnh đất thuê và quay xuống dưới rồi. Cây cầu làm rất là tạm bợ ha. Đây, đây là cây cầu đi xuống. Bây giờ thì sẽ bước xuống cây cầu của ngôi nhà này. Chúng ta có thể nhận thấy được rằng những cái tấm lá chuối á được phủ lên để mà giống như là để cách nhiệt á, tại vì mủ nó rất là nóng á cô bác anh chị. Đó, đây là những cái tấm lá chuối nè. Có một cái tấm bạc thôi. Và thậm chí nhà cũng không có cửa gì hết á. Không có cửa nẻo gì hết. Trời ơi. Dạ, chào chị ha. Dạ. Chào anh, chào chị. Dạ, chào anh. Dạ, Cho chào em anh nha. đeo đeo cái mic cái. Ngồi ngồi gần lại anh đi. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay tôi 47 tuổi rồi. 47, còn anh? Ông 52 rồi. 52. Rồi em được biết là hoàn cảnh gia đình của mình là sống ở trên đây cũng được mấy năm rồi. Mình có thể kể cho em nghe về cái cuộc sống của mình không? Cặp trước á, tôi ở dưới ghe dưới sông đó đó là ở mười mấy năm rồi, mười mấy năm thấy cái ghe nó chảy nước rồi vô nước rồi, mấy mẹ con nó sợ quá, mấy đi, đi ra thành phố mặn có một anh tôi là tôi nuôi cái ổng bị tai biến nè, bị tai biến rồi thằng kia nó bị giật nữa, rồi nuôi cũng hàng bằng tháng 6 triệu hả, rồi tôi bị tiểu đường viêm xoang, tôi mệt quá tôi mặn không nổi, cái mằng ngày nghỉ rồi cái là không có đủ, cái cuộc sống tôi không có đủ rồi đó, mằng sống 3-4 năm rồi cái thiếu này cho kia cho ăn không à, cái thiếu nợ tùm lum mãi chứ, cái mình ra mình năn nỉ nhà trọ nó cho mình được 1,7 triệu, 1,7 triệu đang đi về về quê ba tiền nợ nó cho hết, thiếu nợ làm xong thiếu nợ ừ thiếu nợ nó cho hết, ba cái nợ nó cho hết trơn, nó cho chị lại 1,7 triệu về xe, 1,7 triệu về xe tôi mới ở nhỏ nhà nhỏ em chồng lần đó đó, ở gì ở đâu tháng mấy gì đó ở đậu trên nhà nó bị cái phở không đau ổng bỏ ăn mấy ngày nay lận mấy ngày lận, cái bỏ ăn bắt đầu ở đó mới đỡ cứng chừng 2 tháng gì đó, tháng mấy 2 tháng mới giọt này là năn nỉ hỏi người ta, ta không có cho che nữa mà năn nỉ thôi kệ, người ta nói thôi khổ rồi cho che thí lại đi, là che đây là tháng mấy nay rồi. Anh với chị có mấy người con? Bố hai người con, thằng kia nó mặn ở ngoài thành phố mà nó ngay nó bị con mắt nó bị cái cận thị đó, nó mặn nghĩ lên cái xuống ngoài người ta không mướn, mắt nó mờ người ta không mướn, mặn thiếu ăn thiếu lên nó xuống mà nó không có gửi tiền về, đủ nó sống thôi không có gửi về đó, cho nên ở đây tôi mằn cỏ ngày có 100 ngàn, bữa nào khỏe thì tôi mằn, bữa nào mệt thì tôi nghỉ, bị gì bị tôi bị tiểu đường viêm xoang đó, nó mệt mệt thật mà mệt hoài mà không nổi. Nó con lớn của anh chị là bao nhiêu tuổi? 25 tuổi rồi. Có gia đình chưa? Chưa, nó bị bệnh giật. Lớn, người lớn bị bệnh hả? Ừ, bị giật, bị phong giật. Kinh phong. Lãnh thuốc uống trên trạm xá hàng tháng luôn. Dạ, con nhỏ. Thằng nhỏ thì 23 tuổi, thằng nhỏ là bị mắc cận thị đó. Nói mặn, bữa nghỉ mà không được.
là hai người con chưa có gia đình hả? Không con trai không. Vậy là gia đình của mình có 4 thành viên. Dạ. Hai người con trai. À, không biết là anh khi mà nghe chị nói là anh muốn gươm gươm nước mắt là sao á? Ông hồi cấp cũng bệnh 6 năm nay là vậy đó. Ai nói chuyện xúc động hồi lỏng khóc hoài, không nói chuyện gì được hết trơn á. Khóc hoài vậy đó. Anh bị bệnh gì? Bị tai biến, rồi bị gan bự, rồi bị tiểu đường. Tùm lum cho bệnh, nói là chung bệnh là tùm lum hết trơn luôn. Đó. Anh bị cầm đá. Bị cầm đá luôn. Đó. Mắt ông mờ gì không thấy đường nữa. Anh 52. 52 tôi 47. Nè giờ tôi mang 100 ngàn thì có đâu có đủ sống đâu. Người nào cho gạo thì nó cho ăn không mà, nó ngay gạo nó cho ăn không à. Còn cá mắm khi á, người nào có đó ăn không hết nó dư, mình nó cho mình mớ mình ăn. Bữa nào nhưng mà có tiền mà cỏ thì 100 ngàn, 200 ngàn mình mua thêm cá, thuốc, men rồi ổng uống. Còn không có thì người ta cho mình ăn, không có thì mình khôn quẹt mình ăn. Đó, sự thật là vậy luôn. Hiện nay là về đây là chị ai thơ gì làm đó. Đúng rồi, ai mướn gì bằng nấy mà tôi khỏe thì tôi mặn. Khi sớm mơ gì tôi mệt, tôi nằm giỏng tôi mệt hoài, mệt thở không nổi. Bị tiểu đường viêm son là nhớ lên hay sao không biết. Nằm thở hoài vậy đó. Rồi làm không ra tiền vậy thì làm sao để mình sinh sống qua ngày được? Ta thấy bà con của bác nó cho. Lâu lâu là cho 100, 200. Nó ngày ngày cho 100, 200 cho cá ăn. Thấy mình khổ vậy đó. Thấy là lại cho đó. Trước đây thì mười mấy năm mình sống ở trên ghe là mình sống với công việc gì? Cũng bằng mướn không à. Cũng bị gan gì luôn, bằng mướn luôn vậy. Mướn ngày mấy chục ngàn, 100 ngàn, 100 ngàn thì bằng lịch đủ sống thôi chứ không có gì hết. Dạ. Cũng bằng mướn không, hồi đó vậy luôn á. Hai đứa con của chị về đây chung thì có làm được cái công việc gì không? Không. Giờ nó chỉ hiện tại là thằng lớn nó ở nhà nó không bằng gì được cái gì hết. Mà nó bị giật, giật quéo tay, quéo chân, sôi đúng miếng sao mộn chứ. Ừ. Còn nhỏ thì cận thị. Ừ. Anh em của mình thì sao ta? Anh em nó ngay cũng nghèo không có giàu. Ừ. Mà giờ cha mẹ bên đây bên kia mất hết trơn rồi. Nó anh em thì giàu ai lấy ăn chứ tao không có cho mình. Đúng rồi. Lâu bệnh hoạn nó cho mình 100 ngàn. Hỗ trợ 100, 200. Ờ đúng rồi đó, y gan vậy đó. Cũng có cuộc sống gia đình riêng tư. Đó. Ờ em không biết thì cái trại của mình, cái nhà của mình nè. À, dựng lên á thì rất là nhiều cây được chắp vá với nhau. Ờ không biết thì ngày xưa là hàng xóm dựng cho hay là như thế nào á? À, cái này ở trên cầu nhỏ anh á, người ta dỡ ra, người ta bán quán á, người ta dỡ mấy cây này nè, nó ra đó nó chơi mục mình nó bỏ. Cái mình lại mình xin người ta, cái xin chán này nè. Xin lại người ta mình lại gì mình che mình cắt nó. À. Ồ cái xu này ta cũng cho luôn, miếng cao su này cũng cho luôn. Ờ nó cho luôn, cũ gì ta cho luôn đó. Cất cái nhà này tốn hết nhiêu tiền? Không có tốn, người ta cho không à. Cái mấy miếng ván này người ta cho luôn hả? Cho hết trơn. À. Có đằng bộ bởi vì không có tiền mà ta trắng mà. Ừ, tài trắng cho toàn bộ rồi luôn. Không biết thì những lúc mà anh bệnh hoạn thì tiền đâu mà đưa anh đi bệnh viện? Đi bệnh viện ngay mà cho người ta mấy trăm, nó trăm gì đó, đi được mấy triệu, đi được có một lần gì đó. Ừ. Một lần hai lần gì đó, không bất bớt là về tới giờ luôn. Đó. Thì đó là ổng phát hiện lên là đi bệnh viện được 5 6 ngày gì đó. Là tới bây giờ luôn. Là không có đi bệnh viện, không có đi khám bệnh gì trơn, không có gì hết. Có nghĩa là sau khi lên Sài Gòn thì anh bị bệnh thì cứ ở nhà suốt. Không, chị... ổng bệnh ở đây. Bệnh ở ở đây mới đi Sài Gòn. À, có nghĩa là bệnh ở đây rồi đi lên Sài Gòn thì anh cứ ở nhà suốt. Ờ, phải đi làm. Ờ, một tháng 6 triệu thì không nuôi nổi cho ba người. Nên là nữa là cả gia đình đùm điếu với nhau trở về lại đây sinh sống. Dạ. Ờ, đắp đổi qua ngày có gì thì ăn đó thôi. Dạ, dạ. Và sống nhờ tình thương của hàng xóm. Dạ. Ừ. Vốn vĩ là nếu như mà không có bệnh hoạn thì cuộc sống gia đình cũng đỡ. Nhưng mà vì anh bệnh rồi hai đứa con bệnh nữa nên bây giờ nó khó khăn quá đúng không? Dạ. Phải mà chi con tôi nó đừng có bệnh á, thì chi cha nó bệnh đi mà nó mằn, tôi mằn thì cũng có cuộc sống cũng qua ngày cũng đỡ đi. Nó buồn hổm là ở đậu nhỏ nhỏ em nhà em chồng cái này nè. Dạ. Đó, em có ổng đó. Thôi bây giờ là cho em đi ra sau tí xíu. Đây dạ, là dạ. Cái nệm của mình đó hả? Dạ, ta cho nữa đó. Nệm đó ta cho hả? Dạ. À. Cho ngủ không ở trong cũng cho luôn đó. Rồi đi vô với em á. Hôm nay gia đình mình ăn cơm gì á? Xin mời người ta cho được hai con cá rô phi đó, nấu con chua đó. Chuối này ta cho luôn hả? Cho sao? Luôn. Ta cho hai con cá rô phi hả? Toàn bộ là ta cho hết trơn, không có mua cái gì mua hết trơn. Bếp ga mình nấu bếp ga mini hả chị? Không, nấu củi. Mà tại vì cũng như để bếp ga đó sẵn, là ổng có khi mất nước cái này kia rồi á. Ồ, cái này là miếng vạt người ta cho mà cho nó vậy hả? Cho đó, dạ. Cô bác của anh chị à, cái này mà bước đạp lên một cái mạnh là chắc nó gãy luôn á. Tại vì không có mầm đố đây á.
này miếng vạt cho hai cái chổng đó cái tay không có cây cối hết trơn á, vậy đó bước phải nhẹ nhàng mới được nha, đi sơ ý là sập chân á. Cái nệm này là hai đứa con có chị ngủ ở đây dạ đúng không dạ. Còn cái này là ở ngoài sau là cái cửa trống vậy luôn hả? Ở trống thì cho nó mát á. À, mình hầm... mỗi lần ấy là tối mình ngủ mình kéo màn lại. Dạ, nắng chưa rải nắng mà để gì cho nó mát. Cô bác anh chị biết những cái cây mà đòn tay á, ngang này là những cái cây rất là tạm bợ và cuột bởi những cái dây chì. Chỗ mà lớn lớn á, như một tí xíu á, là không biết là cái nhà này nó bay tới đâu luôn á. Mà chắp vá nè, thậm chí đây là cây tre ha. Đây là cây tre, còn đây là một cái cây bạch đằng. Nó chắp vá lại, rồi tôn là những cái tấm tôn cũ luôn hả chị hả? Dạ, cũ không ạ. Cái này không có đóng đinh luôn hả? Không, không có gì chân, còn dây không à. Ôi, ghê vậy? Cái này mình sợ giờ mưa, gió, sợ nó... Cái này là bước nhiều không, người sập không? Ủa, cái này là cái gì đây? Rồi em đóng thêm không bỏ đó vậy, không có giá là đóng thêm không bỏ gì, nó chống không gì đó. Dạ hả? Cái này là mình tự chốt gọt ra, mình tự đóng đây. Ừ, nó cho thì mình về mình đóng đặt làm lại gì đó. Nóng quá. Các cái nhà tháp nó khoảng cao khoảng ở ngoài sau này cao khoảng chừng mét rưỡi thôi. Không có cây chứ. Nên đi là phải khồm. Dạ, không có cây. Dạ. Cao quá thì bị đụng đầu. Ờ nhưng mà ở đây là mình tắm bạc vậy rồi mưa rồi sao chị? Nhột không? Tôi không biết sao nó bị gì hay cấp che vậy là ổng chưa có mưa. À. Giờ mình mưa mình không biết sao vậy. Mình để mấy cái tấm này lên để cách nhiệt đúng không? Đỡ nắng chút á. Đỡ nóng đúng không? Ừ. Đây với chiều là nóng lắm chú ơi, đây chiều nóng dữ dằn luôn á. Đây là những cái tấm ghe, những cái ghe dở nè. Ghe của chị nè. Chị lấy tận dụng lại để đóng ở phía sau nè. Lúc trước ghe chị neo ở đâu? Ghe dưới này mà nó lúc rồi nó đây nè, lúc là dở lên này nó nằm dưới đó đó. Còn cái xác không? À, còn cái xác dưới đó mà chìm mà không thấy nước cạn mới thấy. À. Bữa đó chú này thấy nước cạn rồi nó mới lòi lên. Nước cạn thì nó ấy. À, nước cạn thì lội lên. Mình phải giữ gìn vệ sinh nha. Dạ. Nếu mà mình để bọc đồ ở dưới này đó. Dạ dạ. Thì nó sẽ bị hôi thối á. À dạ. À, đi ra trước đi chị. À, mình chỉ ngăn cái phần màn này là cái phần cho nó ngủ vậy thôi. Dạ, để ngủ thôi. Ừ. Hai đứa con là có người yêu gì chưa? Không, nó bị bệnh vậy rồi đâu có ai đâu thương đâu. À hả? Nó bị giật ai? Bị giật ai thương. Dạ. Và đây là cái không gian bếp của mình hả chị? Dạ. Mình nấu bằng củi hả? Nấu củi. Nấu cơm cũng nấu củi luôn. Ừ. Nấu cơm, nấu cơm điện. À, nấu cơm điện ở đây ha. Ừ. Còn mình đi vệ sinh sao ta? Đi tiểu thì do đó là đi được. Còn như đi cầu thì mình đi cái bô này, bà đi bọc thì mình dục bỏ chứ đâu có cầu đâu đi đâu. Cái gì? Ỉa là cho ổng ỉa đó, đó bọc đi, đó. Đi vệ sinh hả? Đi vệ sinh. Ừ. Đi nặng á. Ừ, xin nó cho ổng đi đó rồi đi. Đi ở trong cái đó dưới đó luôn hả? Đó mình đi tiểu. À, đó mình đi tiểu, còn ấy mình đi ở trong bô. Ừ. Hoặc là đi ở đâu? Qua nhà em à, đi em nhờ ha. Đi à. Kinh khủng không? À, chỗ này tắm rửa đây luôn hả? Dạ. À, tắm rửa đây. Nước này là chuyền ở đâu ta? Vì chuyền nhỏ em đây nè. À, chuyền ké đúng không? Dạ, rửa tháng thì đóng tiền tiếp đó. Dạ. Cái nhà này cũng cắt khoảng hơn 3 năm hả chị? Cái cây này hả? Cây này không biết mình phải cắt nhiêu không biết không cho nhưng mà nhà mình cái nhà mình kìa. Không, cái này hả? Cái này mới cắt đây hả? À. Cái này bị gì cây cũ người ta cho mình cắt mới cắt đây hả? Cái trang thờ nè, cô bác anh chị đấy không? Ngay cả cái nơi thờ cúng là trang nghiêm. Tháng mấy này rồi? Trước đó. Nhưng mà chị về đây ở 2-3 năm là chị ở đậu đúng không? Ở đậu nhà. Ở đậu. Nhưng mà ở đậu thì cũng nói chung là sinh hoạt thì những cái riêng tư thì nó cũng khó khăn đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thấy vậy ổng khỏe rồi tôi mới hỏi người ta xuống đây đi che á. Ừ. Người nói che thì người này cho miếng này miếng kia cho miếng xu cho ba cái cây cũ đầu súng lại che lại che vậy đó. Bởi vì đất này người ta mở thai cho dân rồi. Đúng rồi. Hỏi người ta. Nhưng mà khổ quá thì biết sao. Ừ. Không có thì cho mình ở đại luôn á mẹ luôn á. Đâu có cho che. Bây giờ anh với chị có mong ước gì không? Tôi mong ước gì là tôi có mấy cái bảo hiểm với có giúp cho tôi một mớ tiền lo tiền bệnh chồng con tôi với cuộc sống của tôi vậy thôi, tôi không có là ước mong gì hết. Cho mạnh khỏe là ông bằng nuôi tôi. Với câu trời Phật để mà mạnh khỏe. Dạ.
Trước đây thì sống ở dưới ghe có đánh bắt gì không? Đi cũng như văn lưới, văn câu này kia đó, ổng gì đó, kiếm cá rồi bán kiếm tiền vậy thôi, chứ không có bằng gì hết. Đó tôi đi đào đất dữ lắm. Ổng còn mạnh đó, ổng đi đào đất với đất đâu vậy đó. Đào đất cái dây còn uốn cục nữa. Ôi trời ơi. Cũng như con cam bá nữa. Đào đất là tính gắn tính mét hay sao? Tính mét đó, gánh đó. Gánh ở dưới sông lên hả chú? Gánh như mà đang mướn mình gánh cái bà này qua bà kia rồi vậy đó. Gánh kỳ hả chú? Gánh kỳ á. Rồi lúc đó thì làm có tiền. Lúc đó làm có tiền mạnh lắm. Cái đó đâu làm dư đâu, năm phân vàng chỉ vàng vậy đó, rồi bù thêm lo bệnh cho ổng. Ổng ngã xuống là lo ổng là hết luôn, sạch luôn là đi thành phố luôn bây giờ luôn. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn mà gặp cuộc sống gia đình của bế tắc nữa. Dạ. Bệnh hoạn không nghèo có bệnh mà không sợ, mà sợ cái bệnh này. Ổng 6 năm nay rồi đó. Không được. Tôi 6 năm nay rồi đó. Chú nghèo không sợ ha. Ừ, mà sợ bệnh mà không được thôi. Dạ. Rồi thêm thằng kia nó mà không được nữa, trời ơi. Có nghĩa là mình không có muốn bản thân của mình đó thì không có muốn nhờ sự giúp đỡ nữa. Dạ. Mà thật ra thì bệnh khi mà cuộc mà sống của mình nó không thể nào xoay trở được nữa vì căn bệnh của mình, của chồng của mình, hai đứa con nên là nữ bây giờ chỉ mong muốn là sao cho chồng mình khỏe là được. Dạ, khỏe với con tôi khỏe lại. Dạ. Đặng có mạnh đặng nuôi tôi. Và tôi cũng mang cái bệnh bị viêm xoang tiểu đường nữa. Mệt hoài à. Mà bốn người coi như hết ba người bệnh rồi. Thằng nhỏ cũng bị luôn, bị mắt cận thị luôn. Bốn người bệnh luôn. Ừ. Hiện bây giờ chỉ là lao động chính trong nhà nhưng mà cũng thất nghiệp. Thất đúng nghiệp không? Đó, bữa nó kêu bữa mặn bữa không. Mỗi ngày thì chi cả tuần ta không kêu. Chi phí sinh hoạt hàng ngày của mình đó là khoảng nhiêu tiền? Nhưng bữa nào có thì ăn mua 20.000 cá thì ăn tối ngày đó vậy đó. Ừ. Mà không có thì đổ bánh vô khô quẹt cũng bình thường, không có gì hết. Vậy hả? Bưng ra ăn cá à. Bưng ra ăn vậy đó. Có bao giờ chị nghĩ rằng là mình sẽ đi bán vé số không? Tôi nghĩ cũng nghĩ bán vé số luôn mà tôi nghĩ tôi sợ bán không được. Tôi sợ bán không được thì ế cái mình ôm đó. Cái mình không có vốn luôn, tôi sợ vậy đó. Chị bán khoảng 50 tờ là 500 ngàn thì là cũng được 50 ngàn rồi. Đỡ hơn là mấy 50 tờ thì chỉ bán buổi chiều với buổi sáng là hết rồi. Mình sợ. Mình sợ bây giờ mình không đi bán thì mình mới sợ hơn chứ. Không đi bán thì mình không có tiền thì nó lại càng sợ. Không bán lờ lẽ thì bán. Mì tôi dốt nát nữa, tôi không có lờ lẽ gì người ta. Hai chồng dốt chứ. Không ai biết chữ chứ. Tôi đó tôi mặn dữ lắm, mặn luôn. Anh là trên lệch với chị là khoảng 7 tuổi hả? 5 tuổi. Bây giờ cái chân anh yếu đi không được hay sao? Đi được mà nó yếu. Đi hình như là anh thấy cái sau khi cái căn bệnh của anh á thì cơ thể của anh giống như nó bị phiều lại đúng không? Mấy ngày nay yếu đi không được luôn, mấy ngày nay yếu đi không được. Nhưng mà hai cái chân của anh là không đều nè, chân lớn chân nhỏ. Đúng rồi. Chân này xíu à, tiểu đường nó teo lại nữa. Tiểu đường nó rút á. Anh tao còn đít lắm. Anh nói câu mà thương ghê đó là nghèo thì không sợ, cùng vợ mình để mà vượt qua. Tuy nhiên khi mà bệnh ập đến thì cái đó là điều đó làm cho cái gia cảnh của mình vốn dĩ nó đã khổ thì nay lại càng khổ hơn ha. Sao nói anh muốn khóc? Tuổi. Ai là nói động khóc thì không? Nói không được. Nhờ chú này cho bữa đó giúp cho 200.000 chích thuốc cho ổng được hai bữa lại đỡ, bữa đó ổng sốt nằm luôn. Tuổi thân bệnh có không có tiền đi khám luôn. Cho cá chưa là chịu kêu chích thuốc liền. Anh có ước mơ muốn gì không? Bây giờ không biết nói sao giờ. Có muốn gì nói em nghe với. Nghẹn lời rồi. Dạ, vậy đó, ai nói là hỏi là nghẹn lời vậy đó. Ở cha mẹ bên đây mà bệnh là mất hết trơn, không còn ai. Chỉ còn anh em thôi, anh em là anh ai bằng lấy sống vậy thôi. Gốc cát ổng ở đây là hồi nào ổng ở đây luôn. Gốc cát của ổng ở đây luôn. Về đây thì cứ dựng bạc sinh sống vậy đó. Dạ.
Thì nó đâu cái đó đi làm sao vậy? Này là không biết mùa mưa xuống tới rồi sao rồi bạc này nó lại mưa nó dột quá. Đúng rồi. Dột lắm. Cái chỗ sinh hoạt đồ nó cũng khó khăn. Dạ dạ, mỗi lần ấy thì đi lên nhà nhỏ em đó. Nhà mình vậy nè, không có cửa nẻo gì mình có sợ không? Sợ. Ngủ một đêm sợ lắm. Tại mình cũng đâu có biết dạ, dạ. Sao đâu. Ngủ một đêm sợ. Mình có xe cộ gì không? Không có xe gì chứ, không có xe nào chứ. Xe đạp mà xe máy á, xe cùi để những cái cửa thôi, không có xe, không có xe gì đó. Không có thứ gì đúng không? Không có thứ gì chứ, nhà không có gì xứng đáng hết chứ. Hồi trước thì mình ở Bình Dương được bao nhiêu năm? 5 năm. 5 năm. 5 năm rồi, quá khứ cái vấn đề hết nổi rồi, ông đau, ông bỏ ăn rồi luôn. Quá khứ rồi, mấy là ra đang nghỉ đây là xin là đi về đó. Là người ta mới cho tiền về đó. Về đây đó là mới sơ hỏi người ta cắt xe đây ở luôn đó. Ước mong là chồng mình hết bệnh, con mình hết bệnh thôi. Dạ. Trước giờ có đưa anh đi khám bệnh ở bệnh viện nào không? Không, hay không có đi luôn. Hồi nào thì không có đi luôn. Không có bảo hiểm, không có đi, không đi luôn. Rồi không có tiền nữa. Không có tiền. Rồi cứ bệnh thì cứ ôm chịu thôi. Dạ. Cứ ôm chịu trong giờ cứ uống thuốc nam không chị? Hồi lần ổng còn mạnh đó, thì đưa, chở ông đi bên xe đi dưới hốc thuốc nam uống. Mà có mấy tháng nay là ổng yếu, ông đi không được. Ông đi không được, chở lên xe ông ngồi ông yếu cái giò quặt rồi không chở xe đi. Gì? Đi xe Hyundai này nè, ông ngồi sao mà ông ngồi yếu á, ông ngồi kiểu là sợ không dám chở á. Rồi mấy tháng nay không có đi, không có rảnh, không có hốc thuốc uống. Kêu xe ôm đi hết chị. Mỗi lần đi chở. Kêu xe ôm nó mệt lắm. Dạ. Càng đi xa thì mình sẽ càng thấy được những cái sự khó khăn ha, không biết nói làm sao để mà cho hết những cái hoàn cảnh khó khăn, mà hữu duyên đến những cái hoàn cảnh nào thì mình sẽ gặp gỡ cũng như là chia sẻ, để mong rằng những cái thước phim mà Bùi Hồ chia sẻ như thế này mong sẽ lan tỏa với mọi người để cùng chung tay nhau để mà giúp cho gia đình của anh chị vượt qua khó khăn. Ngày hôm nay thì cũng không có duyên gặp được hai đứa con của chị. Vì nghe nói rằng là đi đồng để mà bắt chuột kiếm sống chuột, sao mấy thằng anh nó mới rủ đi hết thì nè, cái thấy máy cắt nó đi đó, mà bị nó bệnh giật nó đâu có đi mà anh được đi, phải có anh nó kèm. Chị có ước mơ rằng mình sẽ có được một cái ngôi nhà gì không? Có chứ, có, chỉ thì ước mơ được cái ngôi nhà nhỏ nhỏ thì ở thôi, không cần gì hết. Nhưng mà ở đây thì đất đâu có ấy đúng không? Dạ. Ây da, cái này là bước mà mạnh cái ha, là cái chân nó gớt dưới luôn á. Không sao đâu, con chỗ đó. Chỗ này nè, em bước mạnh cái là nó gớt dưới luôn. Chỗ này không sao. Dạ. Nhưng mà tối là à, cái này là cái chổng nha cả nhà. Cái chổng nha cô bác quý anh chị. Rồi sau đó là mới gỡ cái thanh ở trên ra. Rồi sau đó là gỡ cái thanh này ra nè. Rồi mới làm cho nó bằng lại. Rồi nó đau đít quá rồi bắt đầu nóng khít lận. À. Rồi sau đó là những cái thanh chổng á thưa như thế này nè. Là mới kiếm ván đóng cho nó khít lại đó. Ở đằng sau này cũng là một cái chổng nữa, hai cái chổng ghép lại thành cái nhà đó, thấy ui dạ. Cũng bằng thờ bằng thờ cũng bằng thấp chủng, đâu có bằng cao được, bởi vì nhà nó chạy cái nhà này nó chứ. Cao khoảng hai không mét tám thôi, khoảng 2 mét thôi mà đụng vô cái trời. À, ngày hôm nay á thì em được Úc Đồng Tháp giới thiệu để biết đến cái hoàn cảnh mình. Em không biết nói gì hơn, tại vì khi mà qua đây á, em đầu tiên cảm nhận của em ha là một cái túp lều tranh tạm bợ. Nhưng mà được cái là mặc dù là ở gia đình chị có sự khó khăn về vật chất cũng như là kiệt quệ về kinh tế, về tài chính á. Nhưng mà em thấy là với cái tấm lòng của người vợ như chị á, rất là thương anh. Vẫn chị là bây giờ coi như gần như là một chỗ dựa của cả gia đình rồi. Mà bây giờ chị lại thêm mang một cái căn bệnh thì đây là một điều gì đó. Phải nói là gọi là dậu đổ thì bìm leo á cô bác quý anh chị. Yeah. Ngày hôm nay thì em đến đây em thay mặt cho một anh giấu tên á. Muốn gửi cho chị, trước tiên là gửi cho chị 1 triệu đồng để mình mua thuốc men cho anh, khám bệnh cho anh ha. Yeah. Để cũng như là chi phí sinh hoạt hàng ngày.
nếu như có dịp thì em sẽ quay trở lại rồi để gặp thêm hai đứa con của chị nữa. Và mong chị hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng vượt qua luôn an ủi động viên anh để vượt qua những lúc khó khăn như thế này. Nếu hữu duyên thì em sẽ quay trở lại nhiều lần nữa. Đây, một triệu đồng của một anh giấu tên em gửi cho chị ha. Tôi cũng thay mặt xin cảm ơn cho chú có tên giúp cho tôi được 1 triệu bạc thì lo bệnh cho chồng con tôi, nó mang ơn nhiều lắm. Cái mang ơn mà giúp cho tôi, mang ơn chú Út nè. Bữa đó nhờ ghé xuống nhờ gia đình tôi mới được 1 triệu bạc lo bệnh cho ổng. Tôi mang ơn nhiều, cái mang ơn chú này không biết tên chú. Dạ. Mang ơn tất cả hết trơn luôn. Dạ. Đây là một trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn mà cô Bùi Hồ đã từng chia sẻ. Mỗi một mảnh đời khác nhau thì có những cái khó khăn khác nhau. Tuy nhiên đâu đó gần mình nhận được cái sự yêu thương từ vợ chồng của anh chị nè. Dù khó khăn thì cũng đùm bọc đúm díu nhau để mà sống, mặc dù là dưới một cái mái nhà tranh như thế này. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm. Cảm ơn một anh giấu tên đã hỗ trợ cho gia đình của anh và chị để đắp đổ qua ngày, vượt qua khó khăn này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị ở video lúc sau ha.